Trên mạng xã hội vào ngày 8 tháng 10, lan truyền hình ảnh 4 người đàn ông khỏa thân đi trên xe mô tô trên đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đặc biệt, nhóm người này đứng tạo dáng phản cảm để chụp ảnh trước tòa nhà Panorama, nơi đang gây ra nhiều tranh cãi. Tài khoản Facebook Trần Chí Hiếu, người có biệt danh Hiếu Orion, một trong 4 thành viên khỏa thân giải thích rằng nhóm bạn của ông thực hiện việc này với mục đích nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc làm của nhóm ông Hiếu không nhận được sự đồng tình của mọi người, ngược lại khiến dư luận xã hội phản ứng gay gắt. Thậm chí, một nhóm luật sư cho rằng hành vi của nhóm ông Hiếu là phản cảm, trái thuần phong mỹ tục và có thể bị xử phạt lên tới 50 triệu đồng. Luật sư Ngô Anh Tuấn từ Hà Nội trao đổi với RBA về vấn đề này vào ngày 10 tháng 10 cho rằng đối với sự việc này rất khó xử phạt. Mặc dù đa phần dư luận nhận định rằng nó gây phản cảm, nhưng vì hành lang pháp lý chưa rõ ràng nên khó thực hiện. Việc mà nó vi phạm hay không vi phạm thì chỉ do áp lực của số đông mà người ta phạt đấy, chứ người ta không có quy định, nói chung là không có chế tài cụ thể nào để xử phạt cả. Thay vì những người đó là người không phải là những người đàn ông mà những người phụ nữ ấy, thì lại có thể là nó lại là sang một hướng khác, thì người ta có thể nói là liên quan đến vấn đề là thuần phong mỹ tục ấy. Nếu một họa thân của người phụ nữ thì những vị trí như thế thì người ta đánh giá nó cao hơn, có nghĩa là nó đánh giá mức độ nghiêm trọng nó cao hơn, không phải là những nơi công cộng khác ấy, giống như không phải là nơi bãi tắm hay gì đó thì người phụ nữ nếu có họa thân như thế nó bị đánh giá là mức độ kích thích tình dục chẳng hạn, như thế thì nó sẽ cao hơn. Còn người đàn ông thì cái này thực tế thì ở Việt Nam mình cũng chưa thấy có các tiền lệ kiểu như thế, cho nên là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền rất là nhẹ lúng túng. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn nhận định rằng xử phạt là điều cần thiết. Tại vì hiện nay luật pháp Việt Nam là không có cho phép chằn chuột như vậy mà đi ngoài nơi công cộng. Vậy cho nên là cái việc mà đặt vấn đề xử phạt là hết sức là đúng đắn. Thì thật ra là anh có thể biểu lộ bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà những vấn đề thuộc về thuần phong mỹ tục thì anh có thể biểu lộ ở những cái nơi mà kín đáo, hoặc là những nơi riêng tư, hoặc là những nơi riêng của mình. Còn những cái việc mà ở những chỗ công cộng thì nó sẽ ảnh hưởng tới người khác, ảnh hưởng rất là nhiều vấn đề. Nếu ai đặt vấn đề về xử phạt là hết sức là đúng đắn. Dưới góc nhìn của ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội và là một nhà quan sát, ông cho rằng với hành động của nhóm người này thì ông không đồng tình, nhưng để xử phạt thì không nên, mà chỉ lên án hành động này mà thôi. Về khía cạnh pháp lý thì cái việc đó thì nó cũng nằm trong cái gọi là cái quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận. Bởi vì xét cho cùng thì những cái hành động đó thì cũng không phải là gọi là gây hại đến, xâm phạm đến một cái lợi ích của một cái chủ thể hay một cái cá nhân nào. Vì vậy nếu như nó có đi ngược lại với những các cái giá trị chung của xã hội thì nó chỉ nên là đáng là một cái sự lên án thôi, còn không nên có những các cái biện pháp hành chính, những các cái chế tài để có thể xử phạt những cái người này. Tự họ làm và tự họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước dư luận, trước truyền thông về những cái vấn đề của mình. Trước đây một vài trường hợp khoe thân nơi công cộng đã từng bị dư luận lên án, như hình ảnh cặp đôi chụp khỏa thân tại Đà Lạt, cô gái không mảnh vải che thân tạo dáng dưới hồ sen tại Bắc Giang. Năm 2018, Á hậu Thư Dung cùng ekip của mình cũng bị phản ứng dữ dội khi chụp ảnh hở hang tại Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt. Bên cạnh đó, sự việc người mẫu Ngọc Trinh ăn mặc được cho là lố lăng tại thảm đỏ liên hoan phim Cannes năm 2019 cũng gây mất thuần phong mỹ thuật Việt Nam. Và gần đây nhất là việc một nữ du khách quay video bán khỏa thân, lấy nón lá, che ngực tại phố cổ Hội An, Quảng Nam. Tuy nhiên, điều đáng nói là việc ăn mặc phản cảm bị dư luận lên án vẫn cứ lặp đi, lặp lại. Vì sao các cơ quan liên quan đang lúng túng trong việc xử lý? Bởi lẽ, theo luật sư Diệp Năng Bình trả lời trên VTC News, thì tại Nghị định 73 năm 2010 có quy định về xử phạt vi phạm quy định về nếp sống văn minh, nhưng nghị định đó đã hết hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013 và được thay thế bởi Nghị định 167 năm 2013. Tuy nhiên, nghị định mới lại bỏ quên một xử phạt hành vi vi phạm nếp sống văn minh. Mới nhất có Nghị định 45 năm 2019 vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch. Các hành vi được nêu ra cũng khá chung chung, và một điều quan trọng là các văn bản dưới luật hướng dẫn rõ ràng chưa được ban hành, do đó cũng khó có thể phạt nhóm người nói trên. Do đó, luật sư Ngô Anh Tuấn kết luận. Theo các quy định hiện tại thì tôi đánh giá là nó chưa đủ để xử phạt. Còn cái việc mà nói là có hay không, chúng ta không thể nói là để một hai trường hợp mà bởi vì luật pháp nó chưa có quy định rõ ràng thì
có thể là bỏ trống một hai trường hợp là chuyện bình thường. Chúng ta cứ hay làm theo cái kiểu chạy theo dư luận và cố gắng làm hài lòng dư luận là không được. Đó là chưa rõ ràng, chưa có. Có thể bỏ qua cũng được. Bỏ qua để biết rằng là mình sai, mình thiếu, mình yếu. Cứ cố gắng gượng ép như thế thì được một vài trường hợp thôi. Mã Pearland Panorama, ngôi nhà 7 tầng xây dựng trái phép trên đèo Mã Pearland, có chức năng tổng hợp nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê, được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm từ năm 2018 năm 2019 và đã chính thức kinh doanh mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vào ngày 14 tháng 10, công trình này đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.